nó cái đéo gì á. Gì trái đó giờ mấy cái xe bán ở bên chợ Tân Định nó mua bán ngoài đường đó, nó gọi cho đó là chôm chóc luôn rồi, hết gọi là chôm chôm rồi. Mất quen Chris Kao. Em đó tôi có quen cũng khá thân. Ấn server hàng binh tầm 60-70 thấy có khó lắm không ông ơi, mà tôi thấy vẫn xử lý nhiều pha lên đọc phải nồi. Binh 60-70 thì nó nếu mà gọi là ông đánh nữa, chẳng hạn bây giờ đi đánh giải đi, ông bắt thằng binh 8 thằng binh 60 thì thằng binh 8 nó sẽ là lợi thế hơn nhiều. Còn đánh răng thì rất là khó nói, đánh răng thì nó cũng chỉ nói chung binh 8 thì nó vẫn tốt hơn, nhưng mà giờ điều kiện nhè thì ráng thôi. Gì hả? Boxが눈앞에 있다. 그럼 설계도를 다시 살펴볼까요? 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. 미니언 생성까지 30초 남았습니다. 여기서 이런 수치가 나오다니? 절대는 보다 작군. 미니언들이 생성되었습니다. 골치 아픈 문제네요.
First blood. Dạ, sao tôi biết?
학살 중입니다. 제압되었습니다. 많이 배울수록 더 넓은 미지의 세계가 펼쳐지죠. 야하! 살면 보다 작군. 야! 포탑을 파괴했습니다. 난 복잡한 구간을 정말 좋아해요! 아군이 가렸습니다. 합니다. 42라.
적을 처치했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 적이 학살 중입니다. 대단히 특이한 케이스군요. 상당히 흥미롭군요. 경로에 코사인 값을 나누고 ơi nhà chính bên kia anh, nhà chính bên kia anh. Đó, chứ đéo gì nữa, đồng đội tao gánh. Bút tới nhà bên kia luôn rồi kìa. 29, 16, ok. Trông mày hoàn sáng chân cái gì anh này. Bị cúp điện, sorry anh em. Ồ, AD. AD hắt kinh mạnh luôn, sao thôi vậy? À đây 11-1 gì vậy? 12-9 gì? Kim Bo-chan, Bani
전수가 너무 적어요. Lá luôn nè, trời mưa luôn nè, đéo thua luôn. Ôi, biết tao được ai gánh không? Tao được mặt tin gánh luôn. Tiền á. Ở đây ngủ với thằng khác á. Ờ. Ảo quá. Bot Facebook lại cái.